Honey, please, get married with me. I'm so sorry. I don't love you. Honey, I love you so much. If you don't get married with me, I will kill myself. Honey, honey, don't do that. Don't do that. Okay, I will agree with you. Stop! Don't drag her to do that. Hãy dừng lại. Đừng có miễn cưỡng cô ấy phải làm cái điều đó. Yeah, that's right. And welcome you to our new lesson today. Today we'll talk about the story drag. Drag. 1, 2, 3. Drag. Okay, so with the new lesson, I would like you guys to download the file first. Listen to the audio and try to guess the meaning of the lesson. And after that, you'll join me in this video. Và xin chào bạn. Ở trong cái bài học mới ngày hôm nay thì hãy download cái phần tem dữ liệu của chúng ta ở phía bên dưới. Sau đó thì nghe trước phần audio và sau đó thì hãy quay trở lại và tham gia cùng mình. Và trong phần video này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn những cái từ vựng mới để bạn có thể hiểu được cái bài học này dễ dàng hơn. Và sau đó thì hãy quay trở lại và học tập với cái phần mini story để giúp cho bạn có thể giao tiếp một cách trôi chảy và tự tin bạn nhé. Are you ready? Yes! The first word we have drag. 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 Let's say it. Drag. Now, drag, it means that when you don't want to do something, but you have to do it, okay, because of the force of the other. Và các bạn hình dung là khi chúng ta không muốn làm gì đó, thế nhưng mà chúng ta lại phải làm vì cái sức ép của ai đó, và chúng ta thì miễn cưỡng phải làm cái điều đó, okay? Drag. 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 1, 2, 3. Drag. Very good. Next we have get along. Get along. Let's see it. Get along, it means you have good relationship with the others. Get along. Bạn có mối quan hệ tốt với ai đó, hiểu chưa? Get along. I get along very well with somebody. Tôi có mối quan hệ tốt với ai đó, hiểu chưa? Get along. Get along. 1, 2, 3. And what is this? Drag. And what is this? Get along. Very good. And next we have pay off. Pay off. Say it. Pay off. It means, you know, the people have to pay all the money that they owe. Okay? Pay all the money. Okay? Pay the money back. Example, I borrow you $5 and have to pay off $5. Okay? Có nghĩa là chúng ta phải hoàn trả lại tiền, nghĩa là pay off. Okay? Pay off. Pay off. Pay off. What is this? Get along. What is this? Drag. And what is this? Pay off. Yeah, and next, workload. Workload. Let's say it. Workload. Good. Workload is the amount of work that you have to do. Okay? Maybe, you know, for a day you have to do 5 things, and you can say it's your workload. Okay? Ví dụ như một ngày thì bạn làm 5 việc chẳng hạn, thì mình nói là đấy là cái lượng công việc của bạn. Okay? Your workload. Now let's say workload. Workload. Thì cái lượng công việc của bạn. Workload. Workload. Yeah. And what is this? Get along. What is this? Pay off. And what is this?
And the next word we have, lesson. Lesson. Now actually, you know, when I read the word lesson, you may, you know, feel like it is something that you learn in the school, right? But here, lesson is a verb, okay? So it means you reduce something, you decrease something. Cái từ lesson này khi mà đọc mình có thể tưởng tượng đó là chúng ta là cái môn, là cái phần đó là phần bài học chúng ta học ở trên trường, đúng không ạ? Nhưng ở đây từ lesson này nó có nghĩa là động từ, có nghĩa là giảm đi cái gì đó, ok? Lesson, lesson, ok? So lessen the stress or lessen the money, giảm đi tiền hoặc giảm đi áp lực, lesson. And what is this? Workload. What is this? Lesson. What is this? Get along. And what is this? Pay off. What is this? Yeah. Drag. Very good. And the next we have burden. Burden. Let's say it. Burden, it means you have to carry something, it is very heavily, okay? Maybe on the back, like this. Burden, các bạn tưởng tượng là chúng ta phải mang theo cái gì đó rất là nặng, để giống từ bát trên vai như này, được chưa? Now, burden. Burden. What is this? Lesson. What is this? Pay off. Yeah, what is this? Burden. Very good. And next, we have fairness. Fairness. Okay, so fairness, it means you treat somebody very, you know, equally. Okay, so it means that you don't hurt them or you don't treat them very badly, you treat them very equally. Okay, so it means fairness. Or you can imagine that the football player, they join into the game and then they, you know, they kick the ball very nicely and they don't hit somebody. Yeah, so it means fairness, okay? So fairness, fairness có nghĩa là chúng ta gì ạ? Chúng ta đối xử một cách rất là công bằng, okay? Fairness, fairness, fairness. Good. What is this? Burden. What is this? Payoff. What is this? Drag. What is this? Get along. What is this? Burden. What is this? Workload. What is this? Lesson. Yeah. And the next we have go through the roof. Go through the roof. It means, you know, the price is going, you know, very high, you know. It means, you know, you have to pay more and more and more and more money, okay? Now, go through the roof. Go through the roof. Có nghĩa là đang tăng giá rất là nhanh, được chưa? Go through the roof. Go through the roof. Nó đang tăng vượt lên rất là nhanh. Go through the roof. Go vượt, nó tăng vượt mức luôn. Go through the roof. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, go through the roof. What is this? Fairness. What is this? Burden. What is this? Pay off. What is this? Lesson. What is this? Workload. What is this? Drag. And what is this? Get along. Very good. And now I will say the words and you will do the body language. Okay? You ready? Yes. Bây giờ thì mình sẽ nói nhé, các cái từ và nhiệm vụ bạn là dùng cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Hãy chú ý một điều như này, khi bạn dùng cái ngôn ngữ cơ thể thì khắp các cái neuron thần kinh ở gì ạ? À, tất cả những cái tế bào của bạn thì nó đều được huy động và tập trung trong cái việc học ngoại ngữ, nên bạn sẽ học nhanh hơn so với những cái người mà không vận động rất là nhiều. Now let's say drag, get along, pay off,
fairness, burden, go through the roof, lesson, workload. Yeah, you did it so well. And now, let's get ready for the mini story part. Let's go. And if you don't know how to practice with mini story part, so please click the link below. And please click the link below and join me in the program, and it will help you speak English confidently after 3 months. Yeah, so ta-ta for now. I will see you in our next lesson.